Good morning Wings. Thì trên channel này Nguyên đã làm video cháo nhà với Tiên Lê, cháo nhà với Khánh Phong Trần. Thì trong video lần này, nhân vật mà Nguyên sẽ cháo nhà cùng đó chính là Quỳnh Thi. Quỳnh Thi với Nguyên đang học chung cái lớp diễn xuất buổi sáng cô Kathy Uyên. Sáng nay Nguyên sẽ gặp Quỳnh Thi và tụi mình sẽ cháo chìa khóa cho nhau, giống như là bàn giao nhà cho nhau. Các bài tập. Và đây là những món mà Nguyên sẽ đem qua nhà Quỳnh Thi. Let's go. Cái bye Bella, tí cô Thi qua chăm con nha. Bye bye. Bye bye con. Con ơi, ngủ hoài luôn á. Xém xíu quên cái này. Mới học xong nè, bây giờ mình sẽ bàn giao nhà nha bé. Mọi người đang nghĩ rất là nhiều hoạt động bên nhà Nguyên á, nhưng mà trời ơi, không biết không được. Chị qua nhà em chắc chơi với Vani hả? Bình thường là Nguyên sẽ rất là em nói Vani chị qua chưa mình đâu. Để em về em làm công tác tư tưởng nha. Không, Vani nó dữ lắm mọi người. Vani nó dữ lắm. Nguyên gặp nó mấy lần nhưng mà gặp nữa nó vẫn hơi táp táp nha, nó dữ lắm thiệt. Mình gặp em ngày mai nha bé. Ok, đừng có phá nhà chị như chưa con xui chị ơi. Chị biết em rồi. Cái gì vậy bà nội? Người quen. Rồi đi vô đi, ok. Money nó dữ, dễ sợ dữ. Những tướng bả thôi. Hai người thì Nguyên đã tới nhà của Quỳnh Thi rồi. Khi đó là Quỳnh Thi có đi chợ để đồ ăn trong tủ lạnh. Cái video này nó không có phải là mình cháo nhà không, nhưng mà tụi mình sẽ cháo cuộc sống với nhau luôn. Thì Nguyên sẽ cố gắng là Quỳnh Thi trong một ngày sống và ăn theo kiểu Quỳnh Thi luôn. Quỳnh Thi cũng sẽ như vậy. Cho nên là mọi người nếu mà muốn coi Quỳnh Thi cháo nhà như thế nào á thì bấm một video nha. Qua đây không có sợ mẹ Quỳnh Thi hay ngại mẹ Quỳnh Thi á, mua với ngại con Vani á, nó dữ quá, chó dữ gì mà gặp mấy lần á. Nhưng mà có đồ ăn là lại xin nha, không có đồ ăn là gừng là cắn người ta. Morning Vani. Sớm vui vẻ lên. Rồi bây giờ là giờ trưa rồi thì mẹ Quỳnh Thi đang chuẩn bị nấu ăn, thì cô sẽ chỉ cho Nguyên nấu mấy cái món Quỳnh Thi ăn mỗi ngày. Ngọt, rồi cô trộn đều lên đi cho nó thấm hết. Nói chung đứa nào ăn biết ăn ngon là biết làm được. Đúng rồi con, gọi cho ba cái trứng. Bao nhiêu con? Rồi ba muỗng. Đây, được rồi, ép mình là đánh lên rồi. Ok, thì đây là phòng của Quỳnh Thi nha mọi người. Thì bây giờ đang chờ cơm chín, thì mình có nấu cơm nữa. Trong lúc chờ cơm thì Nguyên vô sẽ thay lại bộ đồ cho nó thoải mái một xíu. Ông thường mấy cái bộ đồ ngủ của Quỳnh Thi hay là mấy cái bộ mà Quỳnh Thi mặc ở nhà Nguyên rất là rành. Nguyên biết là kiểu cái style Quỳnh Thi mặc ở nhà sẽ như thế nào á. Không ta? Đây. Đúng cái kiểu typical đồ mặc ở nhà của Quỳnh Thi luôn, là mấy cái bộ đồ vải lanh nó kiểu mát mát mà kiểu bộ pyjama ở nhà. Nên mát thiệt. Mở tủ ra thì Nguyên thấy nguyên một cái khử mùi, khử ẩm cho tủ quần áo nè. Cái này là kiểu hương thơm cho cái tủ quần áo mà Quỳnh Thi có một cái tính rồi là nó mua đồ lắm, hay mua sỉ á, mua nguyên đóng về luôn. Thì Nguyên thấy cái này nằm ở đây, Nguyên sẽ giúp Quỳnh Thi treo lên tủ đồ nha. Nó có cái móc. Ok, thì cái túi hút ẩm này á, mọi người có thể treo trong tủ quần áo. Mọi người bỏ túi xách á thì nó sẽ hút ẩm, nó không có làm hư đồ của mình. Đồ của mình sẽ bảo quản được lâu hơn. Cô Ti sẽ chỉ Nguyên giả ớt tỏi phong cách Quỳnh Thi. Và dù đây ớt không biết là có ăn được không nữa. Con có chút đậy đi, nửa thêm nữa đi. Ok. Rồi. Mà nó cũng nhớ dặn mặt Quỳnh Thi nha. Quỳnh Thi biết làm món này không cô? Biết. Làm ra bột nhiều lắm. Mới lật lại mọi người. Không bỏ đâu, làm chút hết. Con đổ đây nước sôi nha. Sao nó bỏ ra chứ? Đúng rồi, nó canh ra muốn chỗ này, nước nó trong mà nó ngon. Tiếng nói cục mụn như duyên quá. Hôm nay cô Quỳnh Thi
tới ăn chung với lại mẹ Quỳnh Thi luôn, cho nên là mình sẽ có một bữa ăn gia đình. Con ăn thử thì con làm sản phẩm của con á. Mời cả nhà ăn nha. Khi mọi người, thì Quỳnh Thi có một cái thói quen, tính của nó là nó rất là thích ăn vặt, rất là thích ăn bánh tráng mà phải siêu cay nha, phải trộn rất là nhiều ớt. Thì mình sẽ order cái chỗ bán bánh tráng Quỳnh Thi hay ăn. Phải order đúng cái kiểu đó nha, phải đúng cái lượng ớt đó. Em ăn bánh tráng rồi ạ. Bánh tráng kiểu siêu cay của em á. Nhân gắn hả? Ok bé. Cái này không có bio nha mọi người, cái chỗ này Quỳnh Thi này ăn. Chắc mình sẽ kêu phần bánh dẻo tỏi phi nha. Hay sa tế tỏi đi. Cay trộn sẵn. Mỗi ngày thì Quỳnh Thi sẽ, Quỳnh Thi nói nguyên là Quỳnh Thi sẽ đeo cái này vô trong cái hàm như thế này. Trong vòng 2-3 tiếng thì nó sẽ định hình, cố định lại cái hàm của mình, sẽ làm cho cái mặt của mình nó đỡ bị lệch đó. Thì mọi người biết là cái mặt Nguyên rất, nó lệch rất là nhiều, tại vì cái xương hàm đã lệch rồi chứ không phải lệch cái khuôn mặt nữa, cho nên Nguyên rất là cần cái sản phẩm giống như vậy. Mọi người nó sẽ không có phải là ngày một ngày hai mà nó đều mặt, mà tại vì hôm nay mình sẽ sống một ngày của Quỳnh Thi á, cho nên cũng sẽ đeo luôn cho đúng theo cái công thức của Quỳnh Thi mỗi ngày. Phải đeo cái này, nó có những cái nút bấm á, thì mình sẽ massage, kiểu mình sẽ ấn vào cái những cái huyệt, nó sẽ làm cái mặt của mình nó thon lại với nó không có bị tích nước. Chán tới rồi. Ni ơi, bánh chán không? Nguyên có lấy đồ nhà con đừng có gừ. Nguyên có mua cho mẹ của Quỳnh Thi một bịch, cho nên là Nguyên sẽ để ngoài đây cho cô. Con bịch này là của Nguyên. Cách đây 2 tháng. Bậy mà đúng. Đeo cái này nó hơi tích mồ hôi ở dưới cằm á mọi người. Tầm 7 giờ ngày hôm nay thì Nguyên có một cái hẹn, cho nên mình sẽ xả vai Quỳnh Thi một xíu để trở lại thành Nguyên, nhưng mà vẫn mặc đồ, vẫn make up theo style của Quỳnh Thi. Nhưng mà cái buổi đó là cái buổi riêng của Nguyên thôi. Bây giờ là cũng 5 giờ rồi, Nguyên sẽ chuẩn bị style đồ, phối đồ như thế nào cho nó Quỳnh Thi nhất có thể. Ok, make up thôi. Quỳnh Thi có cái style nhất định mà chắc là lâu lâu mọi người nhìn Nguyên với Quỳnh Thi sẽ nghĩ hai chị em có cái style tương đồng, mặc đồ khá giống nhau, mà thật sự là Quỳnh Thi có một cái kiểu mặc đồ rất là khác biệt luôn. Và Nguyên sẽ tìm ở trong cái tủ đồ của Quỳnh Thi cái style đó, nhìn vô là biết Quỳnh Thi liền. Tìm cái quần với một cái corset ha. Quỳnh Thi có một cái thói quen là Quỳnh Thi sẽ luôn nghe một cái gì đó gọi là white noise để make up. Thì dạo này Quỳnh Thi nói Nguyên là nó hay nghe chuyện ma để make up, kiểu ngồi cho nó đỡ chán thì Nguyên sẽ mở chuyện ma y xì những gì Quỳnh Thi làm mỗi ngày để make up, kiểu cái năng lượng nó hơi bị trì á. Tại vì thường make up Nguyên sẽ nghe nhạc R&B như nào để mình có cái mood make up nhìn cho sexy, kiểu mình tự tin hơn thì nghe chuyện ma. Nguyên nghĩ là mỗi lần mà Nguyên quay cháo nhà với bạn của Nguyên á thì đồ trong nhà của cái người bạn đó luôn luôn bừa, và lúc nào quay chó nhà xong là lúc nào tới nơi cũng phải dọn cho cái người đó. Bây giờ cái bàn make up của Quỳnh Thi nó cũng khá bừa nha, thì chị sẽ dọn cho em nha Quỳnh Thi. Rồi, chị hai Vanny đi đòi chứ ra đã, xong giờ đòi vô rồi vô đi mệt quá. Nó có mua cặp len này trên Shopee thì phải. Nó gọi là cặp len Quỳnh Thi á, tại vì Quỳnh Thi mang cái cặp này khi mà quay cái trend Make You Look á, thì Quỳnh Thi kêu Nguyên mua. Nhưng mà cái màu xanh, cái loại màu xanh thì nó hết rồi, cho nên Nguyên mua cái loại màu xám nâu. Và nó đẹp là tại vì cái viền của nó làm cho mắt mình nó thật, nhìn nó không có giả. Sáng lắm luôn á. Hơi sáng so với cái skin tone của Nguyên. Mình sẽ cố blend nó sao cho nó tự nhiên. Ok, tạm thời make up tạm thời như vậy nhá. Kẻ mấy kiểu này nè mọi người, chắc chọn cái này. Cái kiểu của Quỳnh Thi là kẹp kiểu kẹp lộn xộn, kẹp bừa,
mà cái tóc Nguyên thì dài hơn Quỳnh Thi cho nên cái kiểu đó đối với Nguyên mà lên tóc của Nguyên thì chắc rất là khó. Chấm lại làm sao với mày nghe được kiểu tóc. Ok, outfit time, thay đồ. Nguyên thấy mặc mấy cái corset với mọi người nó hơi khó mặc nếu mà mặc một mình. Nguyên hay cài nút ở phía trước á, xong rồi mình sẽ kéo ra đằng sau. Nguyên sẽ nên kéo ngược lại đằng sau thì nó sẽ fit hơn, nó dễ mặc hơn nếu mà bạn mặc một mình. Thì cái này Quỳnh Thi mua một cái store vintage thì cái style, cái size của nó hơi cái mặt đại á. Quần lúc phát hiện là nó hơi nhăn, củi sơ với cái quần này cái mới mặc được. Còn Nguyên chọn đổi với corset này nó dễ mặc hơn, với cúp ngực của nó nhìn nó không có kỳ như cái hồi nãy. Cái này nhìn nó ổn hơn nhiều. Tí ngủ dơ quá. Cái này rất là Quỳnh Thi luôn. Thích đeo mấy cái nhỏ mà kiểu không lượng được gì á mọi người. Mình sẽ chọn cái túi này. Ok, outfit check. Cái style của Nguyên là Nguyên phải đeo cái túi rất to và đựng được tất cả những cái thứ mà mình kiểu cần thiết để đi ra ngoài. Quỳnh Thi là chỉ là một cái son với cái thẻ là đủ rồi. Mình sẽ đi theo với lại cái style này. 6:30 Nguyên hơi trễ rồi, bây giờ tới đó là 7:00. 7:00 là bắt đầu phải có mặt ở đó. Bây giờ Nguyên sẽ chọn nước hoa rồi sau đó mình sẽ chọn giày. Mình chọn cho em Misty World màu cam. Ồ, cái này dạng lăng. Nice. Mà Nguyên vẫn muốn có một cái gì đó xịt xịt nha. Mình sẽ chọn, thường thường là Nguyên xuất nhập thân Nguyên sẽ mix bam tới 4 mùi cho cái mùi nó khác, nó không có giống ai á. Oh my god. Cái Trésor lẹ của Lancôme này siêu siêu thơm. Đây là cái mùi childhood của Nguyên, cái mùi từ nhỏ lớn Nguyên lớn lên với cái mùi này. Tại vì mẹ Nguyên, cái mùi này là cái mùi đặc trưng của mẹ Nguyên. Ok, I'm coming. Kiểu nó thơm mà nó quý bà và rất là đầm. Nguyên có một cái tip xịt nước hoa từ chuyên gia chỉ cho Nguyên. Hồi trước Nguyên có đi coffee với một cái bạn làm về nước hoa á, thì họ có chỉ cho Nguyên là để tạo ấn tượng với một người á thì mình sẽ chọn cái mùi rất là friendly, rất là dễ mến. Mình sẽ đứng đằng trước để mình nói chuyện, uống cà phê với người ta, mình nói trực tiếp như thế này thì người ta sẽ không hửi được cái mùi đó. Mà lúc mà quay đi mình muốn có một cái mùi nó tạo ấn tượng hơn xíu, nó mạnh, nó strong hơn xíu, thì mình sẽ xịt một cái mùi nó hơi phá cách ở phía sau gáy để lúc mà mình vừa quay đi một cái thì người ta sẽ ngửi được cái mùi đó, thì nó sẽ tạo ấn tượng rất là tốt. Giờ đi chơi với bạn Nguyên cho nên Nguyên sẽ không có đem gì hết. Trời ơi, ghê quá. Để dành trong đây làm cái gì không biết nữa. Cái kiểu này là đi chơi ở đâu xong rồi mệt quá, tháo quăng vô đại trong cái bóp này. Nguyên sẽ đem cái son để dặm lại. Trời, cái son nó cũng không có vừa trong cái túi luôn á trời. Và một lọ thuốc nhỏ mắt thì vậy thôi. Còn lại này nếu mà có phải trả cái gì đó mình sẽ trả bằng điện thoại. Ok, tới phần chọn giày. Đây là cái bước mà Nguyên lo nhất. Tại vì cái size giày của Nguyên, Quỳnh Thi nó khác nhau người ơi. Quỳnh Thi 35, Nguyên 37. Thì apparently là chân Quỳnh Thi khá nhỏ so với Nguyên. Mình sẽ chọn cái đôi kiểu đi cho không bị đau chân á. Trời, sao cái này nó hầm hố vậy ta. Vừa không ạ? Oh my god, vừa nha. Ok, được. Outfit check. Ok, sau một đêm ăn quá nhiều, Nguyên vẫn cảm thấy nó hơi ngang ngang bụng, vẫn chưa no lắm. Bây giờ cũng 9:30 rồi, bây giờ Nguyên sẽ tẩy trang, tìm một cái bộ đồ ngủ, đi tắm nữa nè. Không, chưa đánh răng được nha, tại vì cũng có mua đồ ăn, mình ăn tối một xíu với nhau. Cái áo khoác này là quay cái trend Take Me On A Date. Mình thấy cao có 1m50 mấy thôi mà sao là cái tủ cao. Xỉn nỉ. Nguyên biết Nguyên thấy micellar water của Vitamare
luôn luôn đỉnh. No sponsor here guys, just telling the truth. Ăn quá trời luôn, không đang nói kiến này mấy Quỳnh Thi nè. Cùng đổ với nhau. Bây giờ Quỳnh sẽ làm skin care. Tối thì Quỳnh Thi hay sử dụng mặt nạ. Và đây là cái kho mặt nạ của Quỳnh Thi. Tranh 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 tràn. Biết bao nhiêu mặt nạ luôn. Mình thấy Quỳnh Thi xài này nhiều nhất. Cái này là của Quỳnh Thi thích nhất luôn. S-Mask thì cái này nó sử dụng trong spa nhiều. Tối nay Quỳnh sẽ skin care với cái này. Cái này là cái... Để gì? Tinh chất vô da nè. Cái này Quỳnh cũng có. Cái phô vô Quỳnh cũng có. À, chắc lấy cái máy Hydra đi ha. Cái lọ này là thấy sử dụng sắp hết rồi cho nên là chắc chắn là cái này Quỳnh Thi sử dụng nhiều nhất. Hiện Huy đang làm như Quỳnh Thi làm vào buổi tối và nghe những cái nhạc này trước khi ngủ cũng chill. Thì Huy sẽ nghe một cái bản này tên là Những Lời Mê Hoặc. Đây là cái bản Huy thích nhất trong Paris by Night trước đến giờ. Và sau đó mình sẽ ngủ. Khi kết nay mọi người, see you guys tomorrow. Vani ơi, cái này Vani đang nằm trong cái đống quần áo dơ của Huy. Vani ơi, goodbye. Trước khi về thì Nguyên có order một mấy cái phần ốc mà Quỳnh Thi hay gọi vào buổi tối trước khi đi ngủ á. Là sẽ phải ăn một phần ốc của một cái quán nhất định là tên là Tuyết 35k. Thì nó nói chị ơi, cái quán này siêu ngon nên là tối chị có ăn á, chị nhớ phải order quán đó nha. Chứ đừng uống một con bia thì tối nào cũng vậy hết. Trước khi mà nhập tiệc á, tại Nguyên cũng no mà kiểu không phải no lắm nên có nghĩ là Nguyên có khả năng ăn hết cái đống này. Trước khi nhập tiệc thì mình sẽ làm một hơi nhé. Thích uống mấy cái này không? Ý là Nguyên sẽ prefer rượu đỏ hơn nếu mà nói về chất cồn. Cheers. Chấm lên cách nghĩ rằng thì đây là đóng chén của hồi trưa. Cô thì đi chơi rồi, bây giờ Nguyên sẽ phụ cô rửa chén nha. Ok, let's get it. Ngủ dậy ở một nơi xa. Good morning mọi người. Cục mụn mụn chưa có dấu hiệu sẹp nha. Sẽ nổi ngay cái lúc mà quay phim. Em là bông hoa nhỏ. Sáng hả? Hay dơ. Sáng ăn cái gì ta? Mình thấy có mấy hộp xôi xoài ở đây luôn. Ok, chắc xin một hộp nha. Cái bên này mình có một cái da da mà nghe nói cái này cũng siêu cay luôn. Kiểu nhâm nhi ha. Cái này đáng lẽ là phải ăn nhậu á. Ăn rồi để uống bia á. Nhưng mà sáng nay không có gì ăn hết. Mình sẽ ăn cái này. Mình sẽ ăn xôi xoài. Bình thường chị hai không có chơi với Nguyên đâu. Mình đặt đồ ăn xuống là chị chạy lại. Chị liếm, chị xin. Mình thấy mọi người là lúc nào á, skin care và những cái đồ kiểu thực phẩm chức năng á, luôn luôn có đủ nha. Nhưng mà mặt lâu lâu hay bị nổi mụn rất là nhiều. Và cái phần cầm, phần chán của nó là tại vì Quỳnh Thi luôn ăn những cái thứ giống như vậy. Cay rồi, mặn rồi, nhiều gia vị.
phải siêu cay và siêu nóng cho cơ thể nó mới ăn. Xôi xoài này tên là xôi moon nha mọi người. Nguyên không biết đặt ở đâu, Nguyên thấy trong tủ lạnh thôi. Mà Nguyên thấy có 3-4 hộp luôn á, cho nên là chắc là ngon lắm. Ngon thiệt nha. Cái vị chan cái xôi xoài Nguyên ăn bên Thái luôn á. Đặc biệt là cái nước cốt dừa. Nguyên là Nguyên sẽ kết thúc cái vlog này ở đây. Cả một ngày ở bên nhà Quỳnh Thi làm tất cả mọi thứ và ăn những gì mà Quỳnh Thi ăn. Mình cảm thấy là đây cũng khá khác với Nguyên về cái khoảng đồ ăn á. Tại vì Quỳnh Thi ăn những món mà rất rất nhiều gia vị. Còn Nguyên là Nguyên thích ăn mấy cái món kiểu dễ làm, ít gia vị, ít nêm nếm nhất có thể và healthy một xíu. Nguyên sẽ tìm một bộ đồ để mặc đi về lại nhà của Nguyên. Tại Nguyên cũng nhớ ăn chó lắm rồi. Mình cảm ơn mọi người đã xem hết video lần này. Và mọi người đừng quên check out YouTube channel của Quỳnh Thi để xem Quỳnh Thi cháo nhà với Nguyên ở bên nhà Nguyên hoạt động như thế nào nha. Nguyên cũng đang rất là mong coi cái video đó. Không biết nó làm cái gì trong nhà Nguyên, có phá nhà Nguyên không mọi người. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và gặp mọi người trong những video sắp tới của Nguyên. Bye.